À, wow. Nó. Trời ơi, đã quá đi, đẹp quá anh chị ơi. Đây là cái con đường đi ra ngoài ha, hàng xóm của mình nè. Ôi, đẹp quá đi. Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hôm nay á là em dẫn khách của em ở Sài Gòn xuống xem cái miếng đất lúa ở chợ gạo nè anh chị. Đây cái nhà vườn ở chợ gạo nè. Trời ơi, nay nay xuống á thấy vườn thích quá anh chị ơi. Ở ngoài trước có trồng trồng đậu hay gì nè anh chị. Này. Ủa cái này phải gì? Này là trồng gì vậy Nhiên? Cái này cái gì ta? Đậu gì ngộ vậy? Hay cây cỏ? Đậu phải không? Nè, em cũng không rành nữa anh chị, nhưng mà thấy có trồng trái cây ở ngoài trước có vui quá. Bên đất của mình tới bên này ha, lúa này cũng có bông rồi nè. Bên kia thì đang xây nhà, hàng xóm đang xây nhà, đông vui lắm luôn. Rồi mấy cây xoài nè anh chị. Wow. Này. À. Đó. Chị ơi, uống xong rồi mình đi lười ruộng thôi chị ơi. Đó. Chị khách của em kìa. Đây nè, cái chỗ vườn rau nè anh chị trồng à. Dạ. Dạ được rồi chị. Em mới vừa uống no muốn chết luôn đây nè. Hành nè. Hành, cây mít nữa. Đúng rồi, bữa chị thấy trồng quá trời luôn. Dạ. Dạ. Đây em đây nè, em thấy bên này có cây mãng cầu nè, rồi có cải nữa nè chị, có hành sẵn cho chị về chị ăn luôn, đu đủ nữa nè, rồi chanh tắc được. Wow. Trời ơi chị ơi, mình mà đặt cái ghế ở đây nè, mình ngồi ngắm vậy là thấy sướng lắm luôn á chị. Dạ dạ Trời, em rất là thích cái view ruộng luôn á. Wow, thích quá à. Anh chị xem. Cái miếng đất này là hình như là 4 năm công gì đó, giá 500 triệu một công. Nguyên miếng miếng lúa của mình ở đây nè anh chị, từ đây quay qua đây nè. Đó, nay em dẫn chị khách xuống để xem lát chị ấy có chốt không ha. Đó. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Thích quá à. Lúa nè. Dạ. Đất của mình đi qua tới cái vườn dừa bên bản đó anh chị. Đây là mấy cái rau thơm rồi nè anh chị. Húng không nè. Đó. Mấy cây mít nữa nè. Mít này đang cho trái luôn. Rồi ngò nữa. À, mít nè. Đấy. Xả. Đâu à. Ôi mấy cây mía nè. Rồi cái màn hình của em đang hồi lùi rồi. Đó, thì ngò nè ha. Thích quá đi thôi. Có thanh long nữa. Trời ơi, có mấy cây ớt nữa nè. Ý. Có chín không? À, chị thấy rồi. Này. Wow, mấy cây mía. Wow. Ý. Đây, bây giờ em sẽ đi lại ruộng ha anh chị. Dẫn khách em đi ra ngoài cuối đất. Ở một lát là mình đi thẳng luôn hay là mình quay đầu xe lại vậy? Xe mình quay đầu hết rồi, muốn đi thẳng đường này về, không có đi đường kia về. À, tại vì định để cho chị đi thẳng cho biết đường á. Đi thẳng đúng rồi, mình đi thẳng ra cũng được nữa.
biết thêm đường nữa đúng dạ. Không? Dạ. Trước anh em trồng này, bảo xanh đây ha. Dạ. Chi nữa là chị. Ở cái này là cái cây gì em? Bảo xanh. Cây đậu xanh. Cây đậu xanh hả? Dạ. À, cây đậu xanh nha anh chị. Lần đầu tiên em biết luôn á. Đây. Bự lắm mà móc leo lên hái. Đâu, cái này thì nó đâu có bự. Cái này thì em biết nha. Đây, miếng đất của mình nè, dài từ ở bên này đi xuống tới mấy dưới luôn. Giờ mình đi nha. À. Wow, cò trắng nó bay kìa anh chị, cò trắng nữa kìa. Wow. Bữa nay em dẫn anh chị khách của em ở Sài Gòn về xem một miếng đất lúa, có một cái căn nhà ở chính giữa này, lúa mọc đều đã quá. Ôi, cò trắng nó bay kìa. Này, chiều chiều ra đây là mát mẻ tuyệt vời luôn rồi. Khách em xuống xem xong rồi nè, bây giờ đi lên thôi. Chắc là sẽ đặt cọc đó anh chị, và chắc là Quyền Trang sẽ có hoa hồng đó. Thèn thèn. À, chị khách này nè cũng có một cái giống như là cái sở thích giống Quyền Trang á anh chị. Chị ấy nói là sẽ ngay chỗ cái ngoài sau nhà chị ấy sẽ sửa sang lại làm một cái trại hay gì đó, đặt một cái ghế ngồi cái chiều chiều cái ra ngoài sau nhà ngồi ngắm đồng ruộng. Wow, rất là tuyệt vời ha. Từ ở Sài Gòn anh chị về đây là khoảng 1 tiếng rưỡi. Này, thèn thèn. Hoa đồng cỏ nội. À, cũng rất là đẹp ha. Thèn thèn. Thèn. Mua là Võ Thị Thùy Trang, sinh năm 1972, chứng minh nhân dân là 273457177, cấp vào ngày 28/6/2008 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Địa chỉ thường trú là Phước Tân. Nói chung là Bà Rịa Vũng Tàu á chị. Thì bên làm chứng đó là Thái Thị Thùy Trang, địa chỉ là ở Tân Trang, Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang. Thì bên A đồng ý bán cho bên B nhà và đất tại thửa 204 tờ bản đồ 05. Địa chỉ thửa đất là ở ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy, chợ Gạo, Tiền Giang. Diện tích đó là 4.718.9 m², kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số là C. À, video này là với giường chơi thôi nha anh chị. Nè, đây là mấy cái... em mới biết rồi, cây này là đậu xanh nha anh chị. Wow,
mới biết luôn á anh chị ơi. Đấy, lạ lạ chưa? Wow, quá trời trái luôn nè. Một dây đậu xanh luôn nè. Rồi cái này mình để nó già mình lặt hết ta. Nó anh chị xem. Rất là thích ha. À, mấy vàng cây ăn trái ở dưới quê nè, nó. Rồi bông nữa nè. Nó tới thui rồi ta. Wow. Em đang cái điện thoại em á anh chị nó cứ bị tắt hoài à. Trời ơi thích quá à. Đó, đây là cái con đường đi ra nè. Wow. Nó. Trời ơi, đã quá đi, đẹp quá anh chị ơi. Đây là cái con đường đi ra ngoài ha, hàng xóm của mình nè. Ôi, đẹp quá đi. Thích quá. Đây là hàng xóm xung quanh. Nè. Này. Ở đây em đang ở chợ gạo nha. Đấy. Thích quá. Bye bye. Ok, cảm ơn em. À. Rất là đông vui ha. Hi à. Đang nhậu hả? Mình đang hình như mình đang xây nhà ở dưới phải không? Thế ở đây. Đây đang nhậu nè anh chị. Nhậu canh chua luôn á hả? Đúng chất miền Tây luôn. Đây ở đây xì xì. À. Cái món này biết không? Món nè. Không thấy được. Đó là cái gì? Đặc sản đó. Đó là bò, thịt bò hả? Nhau bò. Nhau bò hả? Ủa lạ vậy? Bò đẻ ra con á, rồi cái nhau của nó đó. Phải không? Nó đẻ. Em đâu biết đâu, mới biết á. Bye bye, nhậu vui vẻ nha. Dạ. Dạ em cảm ơn. Tụi em đang đi về. Về cái kiếm chỗ ăn anh chị. Giờ đói bụng rồi. Đó, nhóm em nè, ăn như ăn bụi vậy á. Thên thên. Giờ đi ăn thôi. Mua con gà quay để ăn. Đó. Đấy. Mỗi đứa một cục nha. Bấm đi Duyên. Đó. Cái này là ông anh bên nội của em nè, anh trực bên nội. Còn cái này là Khoa, Khoa là bên bên ngoại. Đây, đây là bé Nhiên phụ em. Đấy, mấy anh em làm chung đây nè. Đấy, giờ bớt một cục ăn thôi. Wow, cục này hơi bự nha. À, bự quá vậy. Có nào nhỏ tí hơn không? Cặp luôn nguyên một cục luôn đây nè. Ăn một cục này nó mới đã luôn á. Bye bye anh chị nha.